Vâng, và lời nói đầu tiên cho các tôi đại diện đội thi xã Gạch Chéo xin gửi lời chúc đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng tất cả các đội thi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Vì chúng ta biết gia đình là nơi hình thành nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của con người, xin mời chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quan tâm tới gia đình là luôn, vì gia đình sẽ tạo thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Qua đó cho thấy tầm quan trọng của gia đình trong cuộc sống của chúng ta, thì gia đình là nơi chúng ta sẽ quay về sau một thời gian và một ngày làm việc vật vật bên nhau. Ở đó chúng ta cùng ngồi bên nhau ăn những món ăn cùng nhau, đặc biệt là chúng ta phải hưởng được thế nào của một người mẹ tảo tần lo lắng chăm sóc cho từng đi ăn cho gia đình của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy được hình ảnh của người cha. Cha là một người sinh thành, là một người trụ cột của gia đình. Cha không ngại khó khăn để kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho cuộc sống gia đình được ấm no, được nhận bữa cơm thật là đầm ấm đầy đủ. Chính vì vậy bữa cơm gia đình là nơi giữ lửa văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung và của mỗi gia đình nói riêng. Ý nghĩa vô cùng quan trọng của ngày gia đình Việt Nam đến với hội thi ngày hôm nay, hội thi xã Gạch Chéo tham dự gồm 3 món chính và 3 món chính này nói chung thì khẳng định là hội thi xã Gạch Chéo nghiên cứu một số tên gọi khá là hấp dẫn từ trước đến giờ, chưa có nhà hàng nào đặt tên cho 3 món này. Là món thứ nhất, món thứ hai và món thứ ba đều là nguyên liệu xuất phát từ địa phương, và món thứ nhất có tên gọi là nguyên tầm quả thị, tức là món này được nấu bằng cá âu nấu mẻ. Nguyên tầm quả thị có một ý nghĩa là cá nằm trong nước. Bên qua món ăn thì chúng ta cảm nhận được một ý nghĩa càng sâu sắc về gia đình từ hình ảnh con cá âu. Cá hồi đặc trưng là cá phụng nghĩa này, đặc trưng thể hiện cho hình ảnh của người đàn ông. Và món cơm mẻ đây là nhà hầu như các hộ gia đình ở vùng quê đều có biết đến món cơm mẻ. Khi chúng ta hầu về hầu nhau thì hình ảnh của nước cơm mẻ có nước trong nước bụng, cũng như là hoàn cảnh, cũng như là môi trường của người phụ nữ. Dù bất kỳ trong một cái môi trường nào thì người phụ nữ vẫn là một người đứng đằng sau bao bọc trở thành chăm lo cho gia đình của mình. Và món thứ hai có tên gọi là ngư lông vườn cạn. Ngư lông vườn cạn tức là một món ăn được chế biến từ cá thò lòi. Thì như chúng ta đã biết, cá thò lòi là một loài cá có mức có môi trường sống rất là đa dạng. Thì nước lớn thì là thiên nhiên ban tặng cho cá thò lòi sống theo bám theo cây, là khi nước rộng thì thò lòi đầu ăn lên được cái bãi bồi. Và món thứ ba là món có tên gọi khá đặc sắc. Món thứ ba là món anh hùng xe bắn tử vương sông Hồng. Thì chúng ta đã biết hình ảnh của ông vua tự nhiên cho người đàn ông cường tráng mạnh mẽ. Và như chúng ta đã biết, ông xuân là một loài hoa có màu tím, mang sắc đậm tình thủy chung giữa một tình yêu. Tổng thể của hát này mang ý nghĩa dù người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu cũng hóa dịu dàng say đắm trong lòng người phụ nữ. Như câu nói sau lưng một người đàn ông thành công thì có bóng dáng của người phụ nữ. Thành công dinh dưỡng các món ăn theo chúng tôi là đáp ứng theo cái chi phí mà ban tổ chức đã đề ra. Dinh dưỡng từ các món ăn như là chất đạm có trong cá, chất béo có trong dầu hào, vitamin có trong trái cây và món tráng miệng và rau, chất khoáng có trong cơm mẻ. Thì đối với hội thi ngày hôm nay
vui chơi tham gia chơi tinh thần giao lưu học hỏi và muốn góp một phần sức mạnh vào một cái ngày hội gia đình Việt Nam của huyện Phú Tân. Thì cuối lời, đội thi xã Cát Kèo xin chúc ban giám khảo